Tháng năm, sứ vụ chính của Chúa Thánh Thần không phải để ban những điều ly kỳ, nhưng nhằm tạo ra nơi chúng ta tính cách như Chúa Kitô. Ngày 1. Khám phá những dấu chỉ của niềm hy vọng. Chúa Thánh Thần là nghệ sĩ thầm lặng của thế giới. Nếu muốn sống trong sự hiện diện của Ngài, chúng ta không thể từ chối công trình của Ngài. Chúng ta phải chiêm ngưỡng những gì Chúa Thánh Thần đã gieo vào trong gia đình của chúng ta, nơi khu xóm, trên thế giới, trong tất cả các thành phần và ngay cả những người không có đức tin. Chúng ta có thể đóng góp gì trong sự nhỏ bé của mình? Tốt nhất là ta đóng góp những ý tưởng và hành động tích cực, vì biết rằng không có gì là vô dụng. Nhưng nếu chúng ta lúc nào cũng chăm chú nhìn và vạch ra những điều tiêu cực, đến một lúc nào đó, mắt ta sẽ đóng lại và chúng ta sẽ không thể đánh giá cao những điều tốt đẹp mà Thiên Chúa làm. Chúa Thánh Thần cũng mời gọi chúng ta khám phá những dấu chỉ của niềm hy vọng đang có xung quanh chúng ta. Không phải tất cả đều thối nát, bởi vì Chúa Thánh Thần luôn hoạt động ở mọi nơi và trong mọi lúc. Ngay cả khi con người từ chối, Ngài vẫn luôn cố gắng khơi dậy một điều gì tốt đẹp nơi tất cả những gì dường như thối nát đó. Một người tràn đầy Thánh Thần sẽ giúp người khác khám phá và khuyến khích các dấu chỉ của niềm hy vọng. Thật vậy, đó là những gì Đức Gioan Phaolô II đã thể hiện trong thư của Ngài về Thiên Niên Kỷ thứ 3. Cần phải biết đánh giá và làm sâu sắc hơn nữa những dấu chỉ của niềm hy vọng, dù có những bóng tối đang che khuất con mắt của chúng ta. Hy vọng mỗi người trong chúng ta có thể nhận ra những gì Chúa Thánh Thần đã gieo vào trong bạn bè, trong những người láng giềng, nơi công việc, trong cộng đoàn của mình, và có thể thúc đẩy những dấu chỉ của niềm hy vọng bằng lời động viên và khích lệ. Chúng ta có thể làm nhiều thứ tốt nếu chúng ta là những người có khả năng khám phá và khuyến khích những điều tốt đẹp đang có sẵn xung quanh mình. Không ai lại yêu cầu chúng ta phí phạm cuộc sống để luôn nhìn vào bóng tối, nhưng ta cần chuyển hướng để nuôi dưỡng ánh sáng.